Ờ, giờ này đang rõ đó. Đấy, ngồi có làm gì đó. Giờ anh nhớ rồi, giờ anh chạy luôn. Cái gọi là cái đồ năm là để rồi
Thank you.
Chờ gì, 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 gì,
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Ở đây là bạn phải chuẩn bị đồ rồi.